Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ năm, ngày 18 tháng 5 năm 2023. Bình Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 5, giá vàng trong nước ghi nhận phiên tăng giảm không đồng nhất ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 50 cho đến 150.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục suy yếu về sát ngưỡng 1.970 đô la Mỹ một ounce khi đồng đô la và lãi suất kho bạc của Mỹ tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.550.000 đồng một lượng, chiều bán 67.170.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC cũng đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán tại SJC là 600.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.500.000 đồng một lượng, chiều bán 67.100.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.600.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.100.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 500 cho đến 600.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng ở cả hai chiều. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.600.000 đồng một lượng, chiều bán 67.200.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.600.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.200.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 600.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.550.000 đồng một lượng, chiều bán 67.150.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu tăng 50.000 đồng một lượng chiều mua và 40.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66.570.000 đồng một lượng, chiều bán 67.120.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC tăng 150.000 đồng một lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.650.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank không có sự thay đổi cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên liền trước đó. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66.600.000 đồng một lượng, chiều bán 67.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bốt số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay ngược chiều so với giá vàng miếng SJC. Khi ở cả chiều mua và chiều bán đều có mức điều chỉnh giảm từ 62.000 đồng một lượng đến 150.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21.755.000 đồng một lượng đến 56.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23.755.000 đồng một lượng đến 57.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.975,3 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên, vàng thế giới đã giảm khoảng 6 đô la với tỷ lệ 0,3%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.972 đô la Mỹ và cao nhất 1.986 đô la Mỹ một ounce. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 27.368 đô la Mỹ một đồng. Trong phiên đã giảm 0,14%.
Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã nhảy vọt lên mức 103,149 điểm, trong phiên đã tăng 0,28%. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng nhảy vọt lên mức 3,6% một năm, trong phiên đã tăng 0,84%. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 72,674 đô la Mỹ một thùng, tăng 0,04% trong phiên. Thưa các bạn, giá vàng thế giới phiên hôm nay tiếp tục suy yếu và lùi về sát ngưỡng 1.970 đô la Mỹ một ao. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 56 triệu đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 11.100.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn bốn số 9 1 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới phiên hôm nay tiếp đà giảm với giá vàng giao ngay ở quanh mức 1.932 đô la Mỹ một ao, giảm so với rạng sáng ngày trước đó. Kim loại quý thế giới đã chạm mốc thấp nhất trong vòng 6 tuần khi chịu áp lực của sự phục hồi của đồng đô la Mỹ. Hôm nay, chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã lên quanh mức 103 điểm. Đồng đô la Mỹ phục hồi đã lấy đi sức hấp dẫn của người mua nắm giữ các loại ngoại tệ khác. Tâm lý thích rủi ro của thương nhân và các nhà đầu tư vào giữa tuần này mạnh hơn. Cuộc đàm phán gia nợ của Mỹ được tổ chức vào chiều ngày hôm thứ Ba đã có những tiến bộ. Theo đó, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cũng đã tiến hơn đến một thỏa thuận để giúp nước Mỹ tránh nguy cơ vỡ nợ. Chủ tịch Hạ viện McCarthy cho biết, hai bên vẫn chưa thực sự đạt được một thỏa thuận dỡ bỏ trần nợ. Tuy nhiên, ông vẫn lạc quan, có thể sẽ đạt được thỏa thuận vào cuối tuần này. Cơn ác mộng kinh tế này đã khiến cho ông Biden phải cắt ngắn chuyến công du sắp tới đến châu Á với hy vọng đạt được thỏa thuận trước thời hạn ngày 1 tháng 6. Thị trường tiếp tục theo dõi các bình luận được đưa ra trong tuần này bởi các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Mặc dù có hai luồng ý kiến trái ngược nhau, nhưng các nhà giao dịch và các nhà đầu tư nhìn chung xem các nhận xét của các quan chức là có khuynh hướng hơi diều hâu. Điều đó đã hỗ trợ chỉ số đồng đô la Mỹ và gây áp lực giảm giá lên vàng. Chuyên gia của TD Security mới đây cho biết, việc bán tháo trên thị trường vàng gần như đã hết và giá sẽ hướng tới mức cao nhất mọi thời đại mới trong thời gian tới. Kim loại quý đã kích hoạt một đợt mua vàng dài hạn ở mức mới 1.994 đô la Mỹ với mục tiêu đạt mức 2.150 đô la Mỹ một ao. Người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu, ông Bart Bilek của TD Security nói rằng vàng đã phải chịu áp lực trong tuần vừa qua khi kỳ vọng của thị trường trái ngược với lập trường diều hâu của Fed. Ông Bilek cho biết kỳ vọng tăng lãi suất của Fed có thể sẽ vẫn còn trong tình trạng lấp lửng cho đến khi biểu đồ dấu chấm mới của Fed được công bố. Ông lưu ý vàng được hỗ trợ mạnh mẽ ở mức khoảng 1.965 đô la Mỹ. Ông cũng kỳ vọng vàng sẽ đạt mức 2.150 đô la Mỹ một ao, nhưng điều đó sẽ không được duy trì cho tới cuối năm khi Fed chắc chắn nới lỏng chính sách tiền tệ tích cực của mình. Hiện tại, giới đầu tư đang chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc đàm phán về trần nợ công của Mỹ. Mặc dù giá vàng đã giảm, nhưng vẫn được đánh giá nằm trong xu hướng tăng trong dài hạn. Vàng cũng là tài sản trú bão an toàn. Nhiều tổ chức dự báo vàng sẽ còn tăng giá trong dài hạn. Ngân hàng ANZ của New Zealand dự báo vàng sẽ ở mức 2.100 đô la Mỹ vào cuối năm nay và 2.200 đô la Mỹ vào nửa cuối năm sau. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 18 tháng 5 năm 2023 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.